Ủa, chào tất cả các bạn ha. Các bạn ơi, thì hôm nay Hữu sẽ giới thiệu với các bạn cái mô hình nuôi dơi ở đây với các bạn. Đây trước mặt Hữu là cái chuồng dơi nha mấy bạn. Đây, ở phía trong đó là cái lá thốt nốt các bạn. Nuôi dơi thì mình bắt buộc phải có cái lá thốt nốt. À, nhìn rất là đơn giản luôn các bạn. Ở dưới này làm mấy cái trụ nè, cái trụ sắt nè, ở trên đó mình làm lập cái mái che cho nó ở đây. Hủ nghe thấy tiếng của nó các bạn. Còn ở dưới này là phân của nó nè. Nếu gần như bạn xem nè, đó đó đen đen là phân phân dơi đó mấy bạn. Trên này là lá thốt nốt à. Giờ nó núp ở trong mấy cái lá này nữa mấy bạn. Ban ngày thì nó trú nó ở đây nè, nó ỉa mấy bạn. Còn ban đêm thì nó mới đi săn. Cái mô hình này rất là hay luôn mấy bạn. Những chuồng dơi rất là đơn giản, mình chỉ cần bỏ chi phí đầu tư ban đầu thôi, rồi mình với cái việc mỗi ngày mình thu hoạch thôi mấy bạn. Đây, còn không thôi thì mình để đó, mùa nắng thì mình để 2-3 ngày mình gom lại một lần không sao đó mấy bạn. Rất là tiện lợi luôn, mà giá phân dơi bây giờ là 100.000 một ký các bạn, mà cung không có đủ cầu các bạn. Tại cái phân dơi này bón cho đất trồng rất là tốt luôn các bạn, cải tạo đất rất là tốt, phân dơi này cực kỳ là tốt luôn các bạn. Ở nhà vườn xung quanh mình trồng vườn các bạn, thì hôm nay các bạn xem nè, ở dưới quê mình á, mình trồng vườn cây trái nhiều á, thì mình nuôi dơi này để mà nó vừa tăng thu nhập cho mình mà nó vừa ăn những cái côn trùng sâu bọ nữa mấy bạn, nên cây trái mình nó không có hạn chế sâu rất là nhiều. Đó, Hữu thấy mô hình này rất là hay nên là hôm nay Hữu quay lại Hữu giới thiệu đến mấy bạn. Thì cái chi phí làm cái chuồng dơi này dao động từ khoảng 100 đến 140 rồi mấy bạn. Đó, Hữu giới thiệu với bạn thì bạn nào mà có nhu cầu hoặc là mình thấy được cái mô hình này hay á, mình muốn làm á, thì mình tìm hiểu rồi mình làm các bạn. Thầy Hữu thấy nó rất là hay luôn. Mình xây ở trên cao cho nên là cái diện tích nó chiếm là cũng không có nhiều đâu các bạn. Đó à. Nó để xuống Hữu thấy rất đập 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 các bạn. Giống như bạn nghe tiếng dơi kêu không? Nhiều lắm mấy bạn ơi. Nghe kêu rít 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 mấy bạn. Quá chừng luôn. Cái chuồng dơi này mấy bạn nhìn thấy không? Rất là kiên cố luôn mấy bạn. Mình xây xong như vậy là mình để được rất là lâu luôn mấy bạn. Này trên 10 năm là cũng không hẳn gì hết. Ở trên thì là bằng mái tôn. Xung quanh là cũng lập tôn hết các bạn, rất là kiên cố. Đây là cái cầu thang để mình leo lên nè mấy bạn. Người ta giăng lưới này nè để con dơi này nó sợ nhất là mấy con rắn mấy bạn. Khi mà nghe cái mùi của con dơi hay con dơi thì rắn nó rất là thích, nó leo lên các bạn, cho nên là người ta giăng lưới xung quanh này nè để hạn chế rắn mấy bạn. Thì khi có rắn lên là dơi mình nó bỏ, nó không có ở nữa mấy bạn. Ở chừng luôn, nhìn vậy chứ cũng lớn lắm mấy bạn. Nhìn xa xa thấy cái chuồng nhỏ nhưng mà lại gần thấy lớn ghê á. Thì Hữu cũng được biết là cái chuồng dơi này nếu mà nhiều, số lượng nhiều mấy bạn, mỗi ngày có thể thu hoạch trên 10 kg luôn mấy bạn. Rất là đã luôn. Ở gần xây xong rồi mình để lưới ở dưới này nè cho nó ị phân xuống rồi sáng ngày mình thu hoạch thôi mấy bạn, không cần phải làm gì hết. Quá tuyệt vời luôn. Ở dưới miền quê thì mấy bạn thấy cánh đồng lúa bao la bao ngát, rất là yên tĩnh, rất là thích hợp để làm vườn dơi mấy bạn.
Thì mình làm vườn dơi này mình phải xa đô thị, không có tiếng ồn nhiều các bạn. Đó, chỉ cần yên tĩnh là dơi nó ở. Đây nè bạn, mấy bạn nhìn thấy những con dơi này không? Đó, con dơi nằm xuống nó chết rồi mấy bạn. Quá trời luôn kia, quá trời luôn nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hơn chục con luôn mấy bạn. Để hú zoom lên cho mấy bạn xem. Dơi nằm nè. Đó là những con dơi mà ăn những cái con sâu bướm mà người ta phun thuốc đó mấy bạn. Bà con phun thuốc để sâu trên lúa thì những con dơi này ăn phải những cái con sâu bướm đó thì con dơi nó chết đó mấy bạn, bị ngộ độc thuốc nó chết. Đó, bởi vì người ta nuôi dơi làm cái chuồng dơi này cũng rất là có lợi mấy bạn, hạn chế được sâu gầy rất là nhiều. Bạn thấy phân dơi không? Bây giờ hú quay video nè, 9 giờ mấy bạn. Thì từ 5 giờ sáng, 5 giờ sáng là những dơi nó vô đây nó trốn mấy bạn. Nó ở thì bắt đầu là nó sẽ ị phân tới bây giờ. Tới 9 giờ là được như đây nè, ị từ giờ tới chiều là cũng số lượng rất là nhiều mấy bạn. Ôi bị mấy con dơi này uống thuốc nhiều quá, ổn quá. Nằm chết tội nghiệp luôn á. Mấy bạn nằm ra là kia mấy con kìa. Đó, ok thì clip này cũng giới thiệu với bạn cái mô hình nuôi dơi rất là hay, rất là hiệu quả ở miền Tây ha. Thì Hữu cũng xin kết thúc clip đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay, thấy clip còn hữu ích thì hãy nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ Hữu nha. Hữu xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.